Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video này em giới thiệu một cái model của dòng Yamaha DSP A5. Cái dòng âm ly này thì em bán cũng khá là nhiều cái dòng A5 rồi. A5 này có một cái điểm hay ở trên cái âm ly, đó là xuất tín hiệu rẻ mã quang 24 bit sang âm ly khác được và làm preamp DAC. Tức là các bác mua một cái âm ly Yamaha này sẽ các bác có tương ứng sẽ có một thêm một cái đầu rẻ mã đi kèm luôn với cái âm ly, và rẻ mã đó sẽ xuất tín hiệu ra ngoài sang cả sử ra cái bộ âm thanh khác hoặc bộ karaoke. Các bác có thể tận dụng cái volume bass check để làm pre cho bộ âm thanh khác. Đấy. Với cái mức giá thì vẫn như cũ, dòng A5 này truyền thống em bán vẫn giữ ổn định với cái mức giá 2.500.000 đồng các bạn. Đấy. Mặt nhôm màu vàng chanh, hình thức còn khá là đẹp. Đấy. Vẫn có bass check cầu loa AB, A cộng B. Âm ly với kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 15 và chiều sâu 38, giá 2.500.000 đồng, dòng DSP A5, mặt nhôm màu vàng chanh, bát chiếc đầy đủ 3 đăng cân chỉnh loa, các cổng kết nối DTV Digital TV từ Smart TV xuống đấy. Đây nội thất bên trong, nguồn máy khá là to và đánh vẫn duy trì 2, 4, 6, 8, 10 con sò than to. Và vỉ hai giải mã 24 bit vẫn được giải mã nằm ở trong này. Đây, bên này nó vỉ giải mã vào đây cho mình. Đấy. Đây, vẫn được hai cái tụ lọc quần của Ella. Tụ Ella danh tiếng không? Đấy. Âm đi Yamaha điện 100V công suất 180W, hàng sản xuất lắp ráp tại thị trường của Malaysia. Đánh cầu loa A, B và A cộng B, với A hoặc B trở kháng thấp nhất là 6 ohm, còn A cộng B là 12 ohm trở lên. Đấy, vẫn có cầu loa phụ center Sudan. Ở đây thì cái đường chính main này, đường output này, chính là đường xuất tín hiệu sang thiết bị âm thanh khác, thì tí nữa em sẽ test cái đường này. Đấy. Ở đây vẫn có đường hỗ trợ subwoofer, hỗ trợ sub điện. Ở đây sẽ có 3 cổng optical rẻ mã, cổng DVD LD, DTV, tức là Digital TV, CBL, SAT, thì em đang cắm cổng DTV. Đấy. Ngoài ra sẽ có hỗ trợ thêm những cổng phụ như follow dành đĩa than này, cổng CD analog này, tuner này, các kiểu này. Thì đây em đang tín hiệu từ cổng CD, tí nữa sẽ test cổng CD luôn. Đấy. Máy móc nội thất thì cam kết cho các bác là nguyên zin 100% và hàng zin chất bãi. Đây là cổng DTV rồi, thì em sẽ xoay sang cổng TV. Đấy. Em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc mạnh để nghe bass check dòng này lên khá là tốt. Đấy. Tạm thời ngắt cái cầu loa A đi để mà test cái đường preamp cho các bác. Đây em sẽ ngắt tạm thời ngắt cái loa ra.
Tại vì cái này nó sẽ hoạt động song song cả hai chức năng, đó là vừa làm âm ly vừa làm giải mã DAC. Tức là vừa nó làm vừa đánh ra loa và vừa làm giải mã DAC sau thiết bị âm thanh khác. Đấy, thì em đã đấu cái dây đây rồi, giờ em chỉ vặn lên xong thôi. Đấy. Đấy. Và thiết bị âm thanh khác thì đây cũng chỉnh được volume đấy. Đấy, thì ở đây cầu loa A em đã ngắt đi rồi. Đấy. Đấy. Bát check cũng ăn theo luôn. Đấy. Đây các bác đây các bác coi như là có một cái đầu giải mã làm DAC preamp DAC đấy các bạn, đấy rất là hay với cái giải mã 24 bit. Các bình thường các bác mua cái đầu giải mã ngót nghét thì cũng phải vài triệu chứ không hề rẻ. Như âm ly Yamaha dòng DSP A5 này nó tích hợp sẵn cả chơi âm ly. Đấy, các bác mua cái âm ly này các bác vừa được âm ly vừa một cái đầu giải mã rất là hay và làm pre luôn cho thiết bị âm thanh khác với cái mức giá chỉ có 2.500.000 đồng. Đấy, dòng giải mã 24 bit của Yamaha dòng A5. Đấy, dòng A5 thì đấy. Đây em sẽ bật cả cầu 3 lên đánh tất cả hệ thống cả âm ly và cả bộ âm thanh phía sau đấy. Các bác mua cái âm ly Yamaha này, giả sử mà các bác sau này có đầu tư một bộ karaoke hoặc là các bác đã có sẵn bộ karaoke dạng gia đình rồi thì các bác sắm thêm một cái âm ly nữa, các bác đấu thêm một cặp loa và các bác hát karaoke thì nó quá phê luôn. Thì các bác lấy đường quang cắm xuống âm ly này và các bác lấy tín hiệu đường pre cho cái cục đẩy của các bác ấy. Cục đẩy thì các bác biết rồi, cục đẩy thì nó không có cái phần chỉnh âm sắc, không, nó chỉ có chỉnh volume thôi, không có chỉnh bát check thường thường như thế. Đa số như thế cục đẩy ấy, thì các bác lấy trực tiếp đường preamp này sang đẩy thì các bác có thể chỉnh được volume này, chỉnh được cả bass check các kiểu này. Đấy, rất là hay để các bác nghe nhạc hát hò. Vâng, hay nghe nhạc hay mà các bác tận dụng làm giải mã preamp với cái dòng DSP A5 này với mức giá 2.500.000 đồng. Giá này thì không bao gồm phí ship các bác nhé. Để các bác mua hàng thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0961225555 hoặc cái số điện thoại lúc nào cũng hiển thị ở trên góc màn hình ở bên phải của các bác ấy. 2.500.000 không bao ship các bác nhá. Đấy, mặt nhôm màu vàng chanh dòng ESP A5 giá 2.500.000 không bao ship. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.